Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu cho anh em hai cặp loa full 30 giờ set. Hai cái cấu hình này bằng tiền nhau nhưng lại khác nhau về một chút xíu, thì có bác thì lại thích giờ set, có bác thì thích tép BNC. Thì trong cái phân khúc này thì hai mẫu này đều như nhau, các bác thích mẫu nào cũng ok. Đấy, thì loa của em lắp ráp mà, và linh kiện của nhà em đang giao cách rất là nhiều, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Và tiếp đến là một quả súp hơi 50 JBL 718 bát 50, giá rất là rẻ và chất âm hay. Và một đôi loa full 30 từ neo hàng cao cấp của công ty, được sử dụng là bát 30 neo Bicon 86, dựng với vỏ thùng là Nexo, thùng sơn sần cát. Và mẫu tép neo của nó là neo khối của LG. Đấy, thì hôm nay em Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho anh em một quả súp hơi đầu tiên, là quả súp hơi để về chơi karaoke gia đình, loa kẹo kéo di động, súp 50 từ 220-100 bát RCF nhập khẩu của Trung Quốc. Bát nhập khẩu Trung Quốc từ 220-100. Đây. Đấy, từ 220-100 bát 50 nhé. Con này màng xếp ni lượn sóng gần 3 gân. Và bên trong thùng thì là súp hơi, thì em chỉ có bắn bông xung quanh để tiêu âm thôi. Thùng là thùng gỗ ván nhé, thùng gỗ ván này. Đấy. Con loa súp này thì em cũng báo giá luôn cho anh em ở trong cái video ngày hôm nay, thì là 3,5 triệu một quả súp hơi này các bác nhé. 3,5 triệu một quả súp hơi này, súp hơi 50 JBL, và lắp bát của nó là RCF từ 220-100. Tiếp đến đây là một cặp loa full 30 neo của các bác, xem mấy loa RCF rất là rẻ nha các bác, xem cùng xem video. Và tiếp đến đây là một cặp loa full 30 của Lexo, mẫu này mẫu thùng chuẩn Lexo nhá. Mẫu thùng chuẩn Nexo, lưới của nó đẹp lắm, riêng mẫu thùng Nexo lưới đẹp lắm. Đây là bát 30 neo Bicon 86 hàng cao cấp. Em gửi cho một bác khách ở trong Sài Gòn, gần 2 gân mạc sơn dầu bóng. Bên trong thùng này, thùng sơn sần cát nhá, phân tần 004 này. Đấy, bát neo Con 86 này nó khỏe mà này, hát rất là hay luôn. Và tép neo 450 này, con này em dựng cho một bác khách chơi karaoke gia đình. Tép neo 450 hàng chính hãng của LG. Con này cốc của nó là cốc nhôm nhá, cốc nhôm và cái nõi bên trong bằng kim loại. Đôi loa full 30 neo này có giá là 8,5 triệu cặp này. Và được sử dụng bát neo Lexo, neo Bicon 86 và vỏ thùng mẫu đẹp của Lexo. Đấy, tép neo, bát neo, check neo, và tép neo là tép neo cao cấp anh em cùng chơi nhá. Và đây là hai đôi loa giờ xếp này. Thì em chỉ review cho anh em hai con này đều giống nhau, chỉ chung là một khác nhau cặp tép thôi. Tép 450 BNC bích 7 màu này, cốc nhôm này. Tép 450 giờ xếp loại này từ dày và bích dày này. Đấy. Có nó phân tần này. Có bóng cầu chì 2 chở nhôm phân tần BL2. Và bát là bát giờ xếp từ 19-76 đít nồi. Thì anh em có lấy các mẫu này về chơi karaoke rất là tuyệt vời luôn. Từ 190 con 76 bát 30. Con này gần 3 gân và màng xếp ly. Đấy. Đây. Thì anh em mà chơi cặp loa này thì cặp loa giờ xếp này có giá là 4,6 triệu một cặp. Linh kiện gấu khủng. Anh em nhìn tép và bát nhá. Phân tần nhá, linh kiện rất gấu và khủng. 4,6 triệu một cặp loa 30 giờ xếp. Thì các bác có nhu cầu đến các cái linh kiện mà em đang dựng loa ở đây, hàng các bác đến cửa hàng em là giá cực kỳ rẻ luôn, và chất lượng đặt lên hàng đầu. Anh em có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp cho bên Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé.